Ông nội, mau đến đây. Đưa cho em. Em đến lấy đi. Những năm trước, Thư Châu lưu truyền một câu chuyện liên quan đến hùng sư cứu người. Máu rồng giáng xuống đất, tưới mát đất đai khô cằn, giúp nhà nông bội thu. Người dân trở về cuộc sống an cư lạc nghiệp. Để cảm ơn hùng sư trừ hại dị dân, đặc biệt mời người dùng thép tinh sang thành một con sư tử sắt. Trăm năm nay, con sư tử sắt này vẫn luôn bảo vệ Thương Châu, người dân bình yên vui vẻ. Bộ phim Bách Gia Quyền, Giao Thần Đông Trung Nghĩa. Trương Tiêu Đầu, xảy ra chuyện gì? Tiêu Đầu, phía trước có mai phục, trông giống sơn tặc. Được, tôi biết rồi. Trương Tiêu Đầu, lát nữa ta đánh lạc hướng họ, ngài nhất định phải mang thư đến tay An tướng quân an toàn. Làm ơn. Ông chủ, chúng đến rồi. Các vị huynh đệ trên đường, tại hạ là Trương Đại Hoành, hội trưởng tiêu hội Thương Châu. Không biết hôm nay các vị ở đây cản đường có việc gì? Trong tay ngươi có thứ ta cần. Trước khi huynh đệ của ta ra tay, ngươi để đồ lại, sau đó đưa người của ngươi đi. Mọi người bình an vô sự. Nếu không thì đừng trách chúng ta. Suốt cuộc các người là ai? Ông chủ, đồ không trên người hắn. Đồ không ở trên người hắn. Vậy thì chắc chắn là bị ngươi giấu. Giao đồ ra đây. Ta liều với ngươi. Lục soát, tìm ra thứ ta cần, còn lại đều là của các ngươi. Không có. Nói đi, giấu đồ ở đâu? Khá quật cường nhỉ. Là một hán tử. Được. Không nói đúng không? Vậy thì giữ lại làm đồ an táng cho ngươi đi. Ngọc Đường, hộp thuốc.
nước nhà lâm nạn, lại tự tàn sát nhau. Thật đáng buồn, đáng thở dài. Sư phụ, sư phụ, sư phụ à, sư phụ, sư phụ. Sư phụ, sư phụ. Sư phụ, người có tâm sự sao? Người nói xem, vì sao chúng ta luyện võ? Vì cường thân kiện thể, giúp đỡ kẻ yếu. Giúp đỡ kẻ yếu. Nhưng ai đã khiến họ trở thành kẻ yếu? Nước nhà sắp không còn. Một thân võ nghệ này vốn không dùng để chống lại địch ngoài. Có người trở thành đại anh hùng cứu nước cứu dân. Có người lại trở thành thổ phỉ sơn tặc, hại nước hại nhà, tàn sát đồng bào. Ngọc Đường, sư phụ, dặn dò xuống, từ hôm nay, phàm là người vào môn phái ta, phải tuân thủ ba quy định. Một, không đấu đao kiếm. Hai, không đấu côn gậy. Ba, không đấu quyền cước. Sư phụ, nếu có người đến tỉ thí thì sao? Với người đến lĩnh giáo chỉ thi bốn hạng mục. Bốn hạng mục nào? Một thi xào dài, hai thi kéo cung trăm cân, ba thi bắn bi đất, bốn thi đấu vật. Đấu vật, đó là cái gì? Ta cũng không biết. Ban ngày ban mặt dám giết người cướp hàng, đúng là ngông cuồng. Mối thù này chúng ta không thể không báo. Báo thù, 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 báo thù cũng phải chọn ra hội trưởng mới. Lưu Thiên Bá, ở đây là linh đường của Trương Tiêu Đồng. Ở linh đường của hắn mới có thể nói với hắn
có người thay thế hắn sẽ báo thù cho hắn. Mời vào trong. Đồng sư phụ, mời vào trong. Ngươi đừng ức hiếp người quá đáng. Sao chứ? Cảm ơn đồng sư phụ. Hiện giờ đương gia không còn, để lại mẹ quá con côi, bọn ta bị người ta bắt nạt. Xin nén đau thương. Đồng sư phụ, mời đến sảnh lớn nói chuyện. Các vị giáo đầu, xin mời. Mời. Mời các vị ngồi. Đồng sư phụ, ta nghe nói ngài định mở tiêu cục ở Thương Châu. Hiện giờ Trương sư phụ qua đời, tiêu cục Thương Châu như rắn mất đầu. Đồng sư phụ từng trượng nghĩa ra tay cứu giúp, lại từng làm giáo đầu quân Thanh. Mong rằng sư phụ nhận chức hội trưởng thay Trương sư phụ. Chuyện này không thể. Đồng sư phụ, tin rằng Trương sư phụ trên trời có linh, cũng mong ngài có thể tiếp nhận. Ta vừa mới trở về, không gánh nổi trách nhiệm này. Đồng sư phụ, ngài cũng nhìn thấy rồi, vừa rồi trên linh đường của Trương sư phụ đã đánh nhau. Nếu vị hội trưởng vẫn chưa quyết định, không biết Lưu Thiên Bá còn gây ra chuyện gì. Đồng sư phụ, ngài xem như vậy có được không? Chỉ chúng ta có lựa chọn mới cho chức hội trưởng, đến khi đó ngài lại bình ổn giao cho hắn. Ngài thấy thế nào? Đúng đấy. Đồng sư phụ, ngài đồng ý đi. Đồng ý đi. Đúng vậy, đồng ý đi. Đồng sư phụ, ngài đồng ý đi. Đồng sư phụ, xin đồng ý đi. Đồng sư phụ, đồng ý đi. Đa tạ nghĩa sĩ cứu giúp. Tại hạ là Trương Đại Hoành ở Thương Châu, có một chuyện muốn nhờ. Một tháng sau, ba cái này về Thương Châu, giao cho Đoàn tướng quân. Sư phụ, mời dùng trà. Được. Con cũng đi nghỉ đi. Sư phụ, bên đây. Sư phụ, tất cả đều nghỉ ngơi đi. Được rồi, giải tán đi. Về nghỉ ngơi đi.
Lần này ta làm việc bất lực. Ta nhất định sẽ nghĩ cách nhanh chóng tìm ra mật thư. Ta từng giao đấu đồng trung nghĩa này, đúng là không dễ đối phó. Nếu mật thư ngài cần ở trên người hắn, không thể cứng rắn cướp lấy, chỉ sợ sẽ kinh động nhiều người. Chính vì không thể mạnh mẽ cướp, cho nên mới bảo ngươi nghĩ cách, nhất định phải khiến hắn tự giao ra. Hiểu chưa? Dạ. Hội trưởng, từ hôm nay phùng dinh và an nguy của tiêu hội Thư Châu phải phiền ngài rồi. Hội trưởng, bọn ta biết trước kia ngài là giáo đầu quân Thanh, có thể truyền thụ một số võ công cho đám đệ tử của chúng ta không? Đúng vậy. Sau khi ta về Thương Châu, đã đặt quy tắc cho môn phái không dạy công phu, chỉ dạy đấu vật. Đấu vật? Chúng ta là người đi áp tiêu, việc này sao có thể đảm bảo? Vậy thì thứ lỗi cho Đổng mổ bất lực rồi. Nếu đệ tử của các người muốn học đấu vật thì có thể đến đồng phủ bất cứ lúc nào. Các vị, nếu trong thành Thương Châu có ai muốn học đấu vật đều có thể đến đồng phủ. Đổng mổ chắc chắn sẽ dạy hết những gì mình có. Cao sư phụ, bánh hủ chi vừa ra lò, nếm thử chút đi. Hao tử ca ta không mang theo tiền. Không cần tiền, không cần tiền. Con trai ta muốn theo đồng sư phụ học đấu vật. Đến lúc đó, nói tốt vài câu là được. Được. Đa tạ Hao tử ca, đa tạ cao sư phụ, đa tạ cao sư phụ, đa tạ. Thấp xuống một chút, dung ra, làm lại. Nhìn đây, nhấc cánh tay lên. Ta còn tưởng đồng trung nghĩa có lai lịch gì, sao chỉ biết cho đồ đệ luyện mấy thứ vô dụng thế. Cả ngày luyện mấy thứ này, còn muốn đứng giữa Thư Châu bọn ta. Hôm nay ta phải xem thử các ngươi có bản lịch gì. Người trong đồng môn bọn ta không đấu với người khác. Không đấu. Sợ đấu không thắng chứ gì. Người trong đồng môn các người không ngờ lại vô dụng như vậy. Cả ngày luyện mấy thứ như gấu chó vậy. Hôm nay chắc đồng trung nghĩa kia cũng chỉ có thể làm sùa sụt cổ thôi. Đúng không? Đúng. Hiếp người quá đáng.
住手！应该。师傅。师傅。佟忠义。佟忠义。三日不见。八日không gặp。chớp mắt ngươi đã thành hội trưởng tiêu cục Thương Châu。những chuyện lớn như vậy, vì sao không ai thông báo cho ta? Lưu sư phụ đến nhà hỏi tội sao? Hỏi tội thì không dám. Đồng Trung Nghĩa, năm ngày sau ta sẽ dựng lôi đài khiêu chiến đám tiêu hội không để ai vào mắt này. Nếu ngươi thắng, Lưu Thiên Bá ta mang hết gia tài làm tiền thưởng. Nếu ngươi thua, thì phải đem thứ ngươi lấy được từ Trương Bá Hoành giao ra đây. Thứ ngươi nói ta không hề có. Người trong đồng môn bọn ta không giấu với người khác. Ta thấy người không dám thì có. Hôm đó nếu đồng môn các người không ai nghênh chiến, ta sẽ treo một con sùa đen lên cửa lớn đồng phủ các người. Ngọc Đường, đi thôi. Đi. 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 Lưu Thiên Bá ngông cuồng như vậy, vào cửa lớn đồng môn chúng ta còn không thèm xuống kiệu. Sư phụ, vừa nhìn Lưu Thiên Bá là biết không có ý tốt. Vì sao người không nghênh chiến? Để tên đó kêu căng như vậy. Tranh đấu vô nghĩa, thắng rồi thì sao? Giải tán đi, tiếp tục luyện công. Ta đã dùng hết mọi cách, nhưng Đồng Trung Nghĩa vẫn không chịu giao ra mật thư ngài cần. Không ngờ mật thư lại quan trọng dáng như vậy. Cũng không biết trong đó có nội dung gì. Đây là chuyện ngươi nên hỏi sao? Không nên hỏi, đừng hỏi lung tung. Dạ. Làm sao chúng ta nuốt trôi? Lúc sư phụ ở Bắc Bình cũng không yếu đuối dễ bắt nạt như vậy. Mới về tới Thương Châu thì lại chờ người ta đến để treo rùa đen rồi. Im miệng. Chúng ta có thể tùy tiện bàn luận về sư phụ sao? Mang cơm đi. Ta chỉ muốn lấy lại mật thư của ta. Về việc đuổi Đồng Trung Nghĩa đi đánh bại tiêu cục Thương Châu, ta không có chút hứng thú. Nhưng đối với tiêu cục của ngươi, ngược lại lại rất có lợi. Ngài nói đúng. Vậy tiếp theo ta nên làm thế nào? Tiêu sư các người không phải để ý mặt mũi nhất sao? Vậy thì ta phải xem thử, có phải Đồng Trung Nghĩa này thà làm chuột qua đường cũng không chịu giao mật thư ra hay không? Mời sư phụ uống trà. Đây là nội dung đấu vật phải luyện ngày mai. Sư phụ, ngài thực sự không đi dạy võ cho mọi người nữa sao? Sáng mai thông báo cho các tiêu cục đừng đi ứng chiến Lưu Thiên Bá. Sư phụ, làm theo lời ta nói. Dạ, sư phụ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lưu Thiên Bá, ngươi làm gì vậy? Hôm nay ngươi và đệ tử của ngươi thắng, số tiền này sẽ thuộc về ngươi. Nếu các ngươi thua, mạng sẽ là của Lưu Thiên Bá ta. Không luyện nữa. Không biết luyện cái thứ này có tác dụng gì. Lục, đừng nói nữa. Ta nói không đúng sao? Đừng nói nữa. Cũng không thể bảo vệ bản thân. Hai người đứng lắc tới lắc lui như con gấu. Đừng nói nữa. Ai nói đấu vật không thể bảo vệ bản thân? Sư phụ, nào, hai chúng ta so dài chiêu. Ngươi có thể dùng bất cứ cách nào để tấn công ta, còn ta chỉ dùng đấu vật. Qua đây. Đồ đệ không dám. Nếu ngươi thắng, vậy thì chứng minh quyết định của sư phụ đã sai. Tới đi. Vậy thì các đồ đệ đắc tội rồi. Ba năm võ không bằng một năm vật. Đôi đấu vật không làm người ta bị thương, nhưng càng cần căn cơ hơn. Không phải hoàn toàn vô dụng như các ngươi nói. Giả lại, tập võ chú trọng cường thân kiện thể, không phải để tranh cao thấp với người khác mới được xem là hữu dụng. Hiểu chưa? Sư phụ, xảy ra chuyện rồi. Trần rùa hiếp người quá đáng. Đấu thì đấu, sợ ngươi chắc. Lên. Như vậy cũng gọi là đấu sao? Ta chưa từng nói là một chọi một. Dừng tay. Hội trưởng Đồng, ngươi đến đúng lúc lắm. Lần này dùng thể diện và tính mạng của đám người này đủ đổi lấy bảo bối trong tay ngươi rồi chứ? Quá xa không phải ngươi vì vị trí hội trưởng. Ta không biết món đồ bảo bối mà ngươi cần là gì. Nhưng mà có những người này, há là ngươi muốn lấy thì lấy. Chẳng lẽ thiên hạ không còn dương pháp sao? Tự bọn chúng tham lam thua cho ta. Cho dù ta không lấy mạng, bọn chúng còn ngóc đầu nổi ở Thương Châu sao? Lưu Thiên Bá, nước nhà lâm nguy, ngươi lại ở đây tàn hại đồng bào của mình. Người không thể ngóc đầu lên là ngươi mới đúng. Các ngươi nhìn xem, suốt cuộc thì con người vẫn ích kỷ. Tính mạng và tôn nghiêm của các ngươi trước mặt hội trưởng của các ngươi e là không đáng tiền bằng một vật ngoài thân. Lưu Thiên Bá, ngươi nói gì? Sư phụ, bọn chúng muốn gì cứ đưa cho bọn chúng. Mạng người quan trọng. Nếu hội trưởng Đồng không quan tâm mạng của các ngươi, trái lại ta có thể làm người tốt. Người đâu? Tháo chiêu bài của bọn họ cho ta. Ta phải xem người Thư Châu các người có cần thể diện nữa không. Người đâu? Tháo cho ta. Dừng tay. Giao thứ đó ra đây, bằng không sẽ có nhiều người chết vì ngươi hơn.
Trần sư phụ, Trần sư phụ, sư phụ không sao chứ? Trần sư phụ, Trần sư phụ, Trần sư phụ, sư phụ à, sư phụ, sư phụ. Đồng Trung Nghĩa, hôm nay người chết đứng ở đây cũng không đổi được mạng của sư phụ ta. Nơi này không qua kênh ngươi, đi cho ta. Ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Sư phụ ngươi cũng đâu phải sư phụ ta giết. Ngọc Đường, ta chỉ muốn vào đốt nén giang, uống cho sư phụ ta một lòng tôn ngươi làm hội trưởng. Nhưng ngươi nhìn thấy ông ấy bị sỉ nhục lại không thèm nhúc nhích. Bà bố gì mà ngươi lại xem trọng hơn cả mạng ngươi? Đồng sư phụ không nỡ lấy ra chứ gì? Mang ra đây đi chứ. Đám người bị sỉ nhục như chúng ta còn phải cùng thương thảo xem làm sao lấy lại mặt mũi. Đồng sư phụ, người cứ giữ lấy tấm lòng yêu quý bảo bối, thứ cho chúng ta không thể chia sẻ với ngươi. Mời đồng sư phụ về cho. Nếu ta đã làm hội trưởng của các ngươi thì sẽ nghĩ cách cho các ngươi. Chỉ là lúc đó tình thế cấp bách, ta cũng không ngờ. Bọn ta đã bàn bạc rồi, chuyện giặc của tiêu hội không phiền đồng sư phụ nữa. Đám các ngươi lúc cảm thấy sư phụ của ta có thể xa mặt cho các ngươi thì kéo ông ấy đến làm hội trưởng. Hiện giờ cảm thấy không có tác dụng thì muốn đá sư phụ ta đi. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Chẳng lẽ đồng sư phụ muốn chiếm lấy chức hội trưởng không chịu buông tay? Nhưng mà chuyện này không do ngươi quyết định. Ta chỉ muốn vào tháp nén nhang. Đóng cửa, đóng cửa. Đồng Trung Nghĩa, con sùa sụp cổ, mau giao bảo bối ra, cho Trần Gia một lời giải thích. Các ngươi câm miệng cho ta, câm miệng, câm miệng đi, câm miệng hết đi, câm miệng đi. Sư phụ, Ngọc Đường, bỏ đao xuống. Sư phụ, bỏ xuống. Không có bản lĩnh đánh ác bá, lại ra bản lĩnh ra qua với người dân. Thank you.
quay lại. Đóng cửa. Sao vậy? Sư phụ, đầu bếp trong nhà cũng đi rồi. Bà ấy sợ người ta biết mình làm việc cho đồng phủ, sợ người ta bài xích. Hiện giờ những cửa hiệu bên ngoài cũng không bán hàng cho chúng ta. Đồ ăn trong nhà chỉ ăn được vài ngày. Mau, ngồi xuống hết đi. Ngồi xuống trước đi. Ngồi xuống. Lúc ta còn trẻ, đi áp tiêu cùng sư phụ, thường xuyên mấy hôm không được ăn bữa nào ngon. Ta thích ăn cái này nhất. Ăn đi. Mau ăn đi. Nhưng lúc đóng ăn đi. Ngọc Đường, học thuốc. Nước già lâm nguy. Một thân võ nghệ vốn nên để chống lại địch ngoài. Có người trở thành anh hùng cứu nước cứu dân. Có người lại trở thành thổ phỉ sơn tặc, hại nước hại nhà, tàn sát đồng bào. Người trong đồng môn lại vô dụng như vậy. Hôm nay chắc đồng Trung Nghĩa chỉ có thể làm con sùa rụt cổ. Sư phụ, vì sao không ứng chiến hắn? Trận đấu vô nghĩa thắng rồi thì thế nào? Từ hôm nay phàm là người vào môn phái ta phải tuân thủ ba quy tắc: một, không đấu đao kiếm; hai, không đấu côn gậy; ba, không đấu quyền cước. Sư phụ,
8 tuổi con theo người học võ. Cha mẹ mất sớm. Người là người thân duy nhất của con. Trước giờ hai chúng ta thân thiết. Lần này về Thương Châu, con biết trong lòng người mưu toan chuyện lớn, nhưng con không biết chuyện gì mà cả con cũng không thể nói. Ngọc Đường, 8 tuổi con đã đi theo ta. Tuy chúng ta là sư đồ, nhưng giống cha con hơn. Nếu không phải có nỗi khổ bắt đắc dĩ, làm sao ta phải giấu con? Cái gì sư muốn bảo toàn không phải là danh nghĩa hư không, mà là một khẩu khí. Một khẩu khí mà ngàn vạn con cái Trung Hoa không thể trút. Hiểu không? Sư phụ, con hiểu rồi. Bắc Bình gửi thư đến, đã nghiên cứu ra vaccine mới, chỉ cần thí nghiệm lâm sàng thành công, con trai ngươi được cứu rồi. Ân tình của ngài dành cho nhà ta, ta nhất định sẽ không quên. Đồng Trung Nghĩa này vì không muốn liên lụy người khác, nhất định sẽ nghĩ cách đưa mật thư đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để hắn đưa thứ đó ra ngoài. Đã làm theo yêu cầu của người, dẫn dắt các sư đệ luyện đấu vật. Các sư đệ giờ có chút bài xích. Lục. Lục. Các người làm gì vậy? Không phải đi tìm đầu bếp rồi sao? Mặt người làm sao vậy? Đại sư huynh, bọn ta theo sư phụ từ Bắc Bình đến Thương Châu cũng vì muốn kiếm miếng cơm. Hiện giờ chén cơm đã dở, người Thương Châu ai ai cũng đòi đánh. Sư phụ còn không dạy võ công cho bọn ta, cả ngày đấu vật, bọn ta không chịu nổi. Triệu Lục, trước khi sư phụ tiếp tế nhà ngươi không ít, sao ngươi có thể nói đi là đi? Đúng đó Lục, ta cũng không ký khế ước bán thân, nhớ nhà không thể về sao? Chẳng lẽ phải ở đây để bị đánh chết mới xứng đáng với thiên địa? Vậy cha mẹ ở nhà ta phải làm sao? Các người bị người ta đánh, những người hận không thể ăn tươi nuốt sống đồng phủ chúng ta. Đại sư huynh, sau này các người ra ngoài đường cũng phải cẩn thận một chút, nhưng ngươi cũng không thể đi khỏi vào lúc này được. Lục, Ngọc Đường, sư phụ, lễ đó đi đi. Sư phụ. Lục. Đại sư huynh, chăm sóc cho sư phụ. Đại sư huynh, bọn ta đi đây. Sư phụ. Sư phụ, tháo biển xuống đi. Sư phụ, một ngày nào đó sẽ treo nó lại thôi. Chúng ta còn bao nhiêu người?
Hãy sang xài 1/2. Còn một nửa cũng đủ cho chúng ta đi áp tiêu một chuyến rồi. Sư phụ, người muốn đi áp tiêu lúc này. Có một thứ phải đưa đến Thiên Tân ngay, vốn dĩ chờ người ta đến lấy. Nhưng tình hình bây giờ, nếu không đưa đi, chỉ sợ Thương Châu sẽ không yên bình. Ra ngoài cả buổi sáng, cả cái màn thầu cũng không mua được. Họ đều nói Lưu Thiên Bá nhằm vào sư phụ mà đến. Sư phụ gây họa khiến họ vô cớ chịu tội cùng. Còn nói ngày tháng tốt lành ở Thương Châu bị sư phụ quỷ hoài rồi. Đừng nói bậy, liên quan gì tới sư phụ. Đại sư huynh, huynh khuyên sư phụ đi. Chỉ cần đánh Lưu Thiên Bá khi rụng răng đầy đất, không phải giải quyết hết rồi sao? Hay là chúng ta đi đưa cho chúng thứ chúng cần? Nếu có thể đưa, sư phụ đưa từ sớm rồi. Đó không chỉ là Lưu Thiên Bá ghi lầm rồi. Cứ cắn riết không buông như vậy. Ta thấy không lầm đâu. Huynh nói xem, trước giờ sư phụ coi tiền tài như đất cát, sao lần này ở trước mặt người lại khoanh tay đứng yên như vậy? Đại sư huynh, huynh khuyên sư phụ đi. Chuyện gì? Sao lại yếu như vậy? Chưa ăn bữa sáng à? Hai người luyện thêm một chút. Đã chuẩn bị tới đâu rồi? Sư phụ, xin người xuất chiến Lưu Thiên Bá đi. Sư phụ, bọn con ra ngoài một buổi sáng mới miễn cưỡng mua được một ít lương khô giá cao. Rất nhiều cửa hàng mà không thèm bán cho chúng ta. Người Thương Châu ai ai cũng ghét chúng ta. Chẳng lẽ cũng không quan tâm những người trước kia đề cử người hiện đang bị chịu sỉ nhục gấp đôi sao? Mau đi chuẩn bị đi. 3 ngày sau đi Thiên Tân. Sư phụ, luyện đi. Cẩn thận một chút. Sư phụ đi lúc này, tiếng xấu vô dụng bị dọa bỏ chạy sẽ được xác thực hoàn toàn. Phải. Nói bậy bạ gì đó, mau làm việc đi. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, đi, đi xem thử. Lưu Thiên Bá, hôm nay cho dù ta chết ở đây cũng tốt hơn bị ngươi sỉ nhục. Lý Trọng Lương, hôm nay ngươi muốn chết ở đây e rằng vẫn chưa có cơ hội. Các ngươi nghe kỹ đây, muốn lấy lại cờ tiêu của các ngươi thì bảo Đồng Trung Nghĩa đến ứng chiến, hoặc là bảo hắn giao đại bảo bối của hắn ra. Hắn đến tỉ võ hay không liên quan gì tới bọn ta? Không liên quan. Không, không phải là hội trưởng của các ngươi sao? Giờ hắn không còn nữa. Đám người các ngươi cũng thật là, chuyện gì cũng xem lợi ích riêng của mình. Bọn họ không thể ứng chiến, bọn ta có thể. Cuối cùng đã có đệ tử đồng môn dám ứng chiến. Bớt nó nhảm đi. Ngươi cứ nói đấu hay không thôi cũng được. Sư phụ ngươi không màng tính mạng của tiêu cục khác, có phải cũng không quan tâm đồ đệ của mình không? Lưu Thiên Bá, muốn đấu thì chúng ta đấu. Đồ đệ của ngươi đã là bại tướng của ta.
Phụ. Hay, hay lắm. Đại sư huynh lợi hại quá. Đại sư huynh cú đá đó của huynh mạnh thật. Sư phụ. Sư phụ à, vừa rồi người không nhìn thấy đại sư huynh uy phong lắm, dùng một cây cờ đánh Lưu Thiên Bá ngã xuống đất. Hắn không còn bò dậy nổi nữa. Sư phụ à, đại sư huynh làm cho đồng phủ chúng ta dễ dàng, đây là chuyện tốt, sao người vẫn không vui? Đúng vậy sư phụ, hiện giờ bên ngoài ai cũng khen đồng phủ chúng ta lợi hại, đây là công lao của đại sư huynh. Đừng nói nữa, người không đi đánh sư đài, đại sư huynh đi rồi người lại không vui. Chẳng lẽ sư phụ người muốn làm sự rụt cổ? Đại sư huynh cũng chỉ vì chúng ta thôi. Đừng nói nữa. Giải tán đi, giải tán đi. Chuyện này vẫn chưa có kết quả sao? Người Trung Quốc quá gian xảo. Ta vẫn và mà người chi. Ngươi ẩn nấp ở Trung Quốc nhiều năm, chắc đã nghe câu đêm dài lắm mộng nhỉ? Cấp trên vô cùng xem trọng việc này. Nếu không thể cho họ một câu trả lời hài lòng, hãy chờ đi tạ tội với Thiên Hoàng Bệ Hạ đi. Dạ. Và mà người chi? Mời vào. Sư phụ. Sư phụ.
Chậm thôi sư phụ. Sư phụ, Yamaguchi đến rồi. Báo người về thì lập tức đi gặp ông ta. Ông ta còn cùng không nhìn thấy sư phụ đang. Đi thôi, đi xem thử. Hay, các người cùng lên đi. Lên đi. Ngài Yamaguchi. Ngài làm vậy là sao? Ngài Yamaguchi. Ngài Yamaguchi. Ngài Yamaguchi. Ngài Yamaguchi, ta cầu xin ngài, có gì chúng ta tự thương lượng. Nếu còn không lấy được thứ ta cần, ta giết chết hết cái đám tự xưng là hiệp sĩ võ lâm của Thương Châu các người, bao gồm cả đứa con trai đang chờ chết của ngươi. Sư phụ à, sư phụ. Một tháng sau, người của đoàn tướng quân sẽ đi qua Thương Châu. Xin nghĩa sĩ phải giao mật thư cho đoàn tướng quân. Sư phụ. Theo ta. Cô có biết áp tiêu ở Thương Châu tại sao lại treo của sư tử sắc này không? Cô không biết. Vậy cô từng nghe truyền thuyết sư tử sắc chưa? Lúc Thương Châu bị ác long xâm hại, một con sư tử đầu vàng đã chế phục ác long. Sau đó đám người Thương Châu tạo ra sư tử sắc này, gọi đó là trứng hải hống, coi đó là thần bảo vệ. Sư tử sắc có thể sừng sững ngàn năm không ngã, đều là vì tinh thần của nó vẫn luôn ảnh hưởng đến người dân Thương Châu. Con biết tinh thần của nó là gì không? Không sợ ác long, bảo vệ người dân Thương Châu. Sư phụ, con đấu với Lưu Thiên Bá không phải cũng làm chuyện này sao? Nhưng vì sao người? Con còn nhớ tại sao chúng ta lại rời khỏi Bắc Bình trở về Thương Châu không? Sư phụ bất mãn chính sách của chính phủ, nhiều lần tỏ thế yếu với chính phủ ngoại quốc, bán đứng tôn nghiêm nước nhà. Nhưng con vẫn không hiểu vì sao về Thương Châu sư phụ không những không chịu luyện võ, tỷ thí cũng muốn trốn tránh. Lúc chúng ta ở Bắc Bình, không chỉ một lần nhìn thấy người chung một nước tàn sát lẫn nhau. Nếu tiếp tục như vậy, không cần ngoại địch xâm lăng, nước nhà cũng sẽ không còn là nước nhà. Nước nhà không còn là nước nhà. Lúc trứng hải hống này cứu người, trước giờ không phân chia tốt xấu, đối xử như nhau. Cho nên, cho dù Lưu Thiên Bá làm ác thế nào, hắn cũng là đồng bào của chúng ta. Cô đi theo ta. Công sứ các hạ tôn kính, chào ngài. Từ xưa đến nay, Nhật Bản và Trung Quốc là lân ba hữu hảo, là người bạn trung thực nhất của chính phủ ta.
Cuối cùng, mong phía Nhật có thể chân thành hợp tác với bên ta, cùng mở ra tương lai tốt đẹp của chúng ta. Như vậy khác gì bán nước. Sư phụ, con sai rồi. Đứng dậy đi. Nước nhà Lâm Quy, nếu cùng chung một nước tự tàn sát lẫn nhau, đến cuối cùng còn không phải để cho đám xâm lược được ngư ông đắc lợi sao? Cô vẫn còn trẻ, có một số đạo lý bây giờ hiểu ra cũng không phải muộn. Bức thư này vốn dĩ ta muốn chờ lúc đoàn tướng quân đi ngang Thương Châu rồi giao cho ngài ấy, nhưng bây giờ chỉ sợ người Nhật chó cùng rất dậu, không thể chờ đến lúc đó. Ngọc Đường, sư phụ, cô thay sư phụ đến Thiên Tân một chuyến, nhất định phải mang bức thư này giao tận tay đoàn tướng quân. Sư phụ à, người đồng sư phụ. Đồng sư phụ, ngài mở cửa đi. Đồng sư phụ, cầu xin ngài cứu sư phụ của ta. Cẩn thận một chút. Đi đi đi, chúng ta ra ngoài chơi. Nào, chúng ta đi ra ngoài chơi. Đồng sư phụ, mời đi bên này. Đồng sư phụ, lần này may là có đại đồ đệ của ngài. Nếu không phải huynh ấy sa mặt trúc giận cho người dân Thương Châu, không biết Lưu Bá Thiên còn kêu căng bao lâu. Đồng sư phụ, Ngọc Đường, chờ đã. Ba bức thư này giao cho đoàn tướng quân cùng bức thư ta đưa con. Xin ông ấy giúp ta cứu một người. Mau đi đi. Vậy cậu đi đây, sư phụ. Ngươi đi nói với Lưu Thiên Bá, ta chấp nhận thiêu chiến với người Nhật. Ngày tỷ võ chắc chắn ta sẽ đến. Chẳng qua thời gian phải do ta quyết định. Dạ. Đã nghe nói chưa, ba ngày sau dựng lôi đài. Nghe rồi, cuối cùng đồng sư phụ đã ứng chiến. Nói cho cùng vẫn là chuyện do Lưu Thiên Bá gây ra, làm hại người dân Thiên Châu chúng ta. Ngươi nói gì vậy? Sư phụ, người nói xem, vì sao đồng Trung Nghĩa đột nhiên đồng ý tỷ thí? Không phải có gian trá gì chứ? Sư phụ, người chậm thôi. Sư phụ, Cao Ngọc Đường ra khỏi thành rồi. Ra khỏi thành lúc nào? Chắc chắn là có vấn đề. Có vấn đề gì? Sao ta không nhìn ra? Sư đệ, dạ. Đám hiệp sĩ võ lâm Thiên Châu các người, chẳng lẽ đều là kẻ hèn sao? Cho ta nhìn thấy sự dũng mãnh của dũng sĩ Thiên Châu các người đi. Hay, hay, đánh
đánh hắn, đánh hắn đi. Trình độ này thôi sao? Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Quá yếu rồi đấy. Sư phụ, lôi đài bên ngoài bắt đầu rồi, người mau đi xem thử. Có tin đại sư huynh của ngươi chưa? Không biết đại sư huynh đi đến đâu rồi. Sư phụ, người có đến lôi đài không? Lúc này mọi người đang bàn tán chuyện người có đi hay không đấy. Chờ thêm đi. Chờ thêm. Còn chờ nữa người sẽ bị nước miếng nhiễm chết. Lui xuống đi. Lý sư phụ, sao Lý sư phụ lại đến đây lúc này? Nào, mời ngồi. Đồng sư phụ, nếu đã đồng ý tỉ võ, vì sao vẫn còn ngồi ở nhà? Ta còn có việc, hiện giờ không thể đến đó. Chuyện gì mà quan trọng hơn thể diện người tập võ ở Thương Châu? Hay là đồng sư phụ nhìn chúng ta bị đánh bại từng người từng 11 rồi xuất hiện sau cùng, như vậy mới có thể diện? Lôi đài cũng không quy định sư phụ ta phải đến lúc nào. Sư phụ ta không muốn thì không đi. Đồng Trung Nghĩa, uống cho ngươi là một người luyện võ, uống cho ngươi là người Thương Châu, sau này cho dù người dân Thương Châu ta chết sạch cũng không làm phiền Đồng Trung Nghĩa ngươi. Sư phụ, không phải ngươi nói Đồng Trung Nghĩa sẽ đến sao? Đồng Trung Nghĩa sẽ đến, chắc chắn hắn sẽ đến. Ta thấy người đang muốn chết thì có. Nếu hôm nay hắn không đến thì do người thay thế. Dừng tay. Đồng sư phụ đến rồi, tốt quá. Sư phụ, Đồng Trung Nghĩa, cuối cùng ngươi đã chịu hiện thân. Ngươi phí tâm tư ép ta đến, ngươi có chắc chắn có thể như ý muốn ngươi không? Ngươi không biết một câu nói gọi là dám chơi dám chịu sao? Nếu ngươi thua thì để lại thứ ta muốn và mạng của ngươi cho ta. Còn nếu không thì sao? Chỉ sợ mấy khẩu súng của ta nó không đồng ý. Ngươi thắng ta rồi hãy nói. Yeah.
Hay, đánh hay lắm. Hay. Đánh chết hắn đi. Đánh chết hắn. Hôm nay ta không làm hại tính mạng ngươi, bởi vì đây là nơi tỉ võ. Người Trung Quốc ta trọng võ đức nhất. Nếu ngày sau để ta phát hiện ngươi tàn hại người dân Trung Hoa chúng ta, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngài không sao chứ? Đồng Trung Nghĩa, làm gì vậy? Muốn làm gì vậy? Muốn làm gì? Giao thứ ta muốn ra đây. Nếu không ta giết chết ngươi. Dưới đài bao nhiêu người Thương Châu, chắc ngươi giết chết ta thì có thể rời khỏi Thương Châu không? Cho dù phải chết chung với ngươi, ta cũng phải lấy lại thứ ta muốn. Không được cử động. Tại sao lại chữa chân cho ta? Ta không muốn đồ đệ ta sống trong hối hận cả đời. Tại sao không chịu ứng chiến? Nước nhà Lâm Nguy, xa ta với người mình, cho dù tranh được cao thấp thì làm sao? Đừng nói như bản thân mình vĩ đại lắm. Mấy đạo lý này ai mà không hiểu? Nhưng Đồng Trung Nghĩa, ngươi không phải ta. Ngươi không hiểu trận tỉ võ này quan trọng với ta cỡ nào. Quan trọng cỡ nào? Không thể cứu nước, cứu dân chẳng qua chỉ là một cái hư danh. Hư danh. Cái thứ sống không mang đến, chết không mang đi đó. Ta cần làm gì? Ta làm là vì con trai ta. Ta chỉ có một đứa con trai thôi. Cuộc đời đồ đệ của ngươi quan trọng. Chẳng lẽ cuộc đời con trai của ta không quan trọng sao? Đồ đệ ngươi đánh gãy chân ta, ta không thể cứu con trai của ta. Nếu con trai ta có bất trắc gì, chẳng lẽ các ngươi không ấy nấy với nó sao? Đồng Trung Nghĩa, tại sao ngươi về Thương Châu? Nếu ngươi không về, ta cũng không cần làm kẻ ác ở Thương Châu.
Tại sao chứ? Chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng đồng sư phụ. Xin chúc mừng. Chúc mừng đồng sư phụ. Chúc mừng khai trương. Chúc mừng đồng sư phụ. Đa tạ. Đa tạ các vị. Chúc mừng đồng sư phụ. Lý sư phụ đến rồi. Đa tạ. Chúc mừng đồng sư phụ. Võ quán của ngài khai trương rồi. Ta thay mặt người dân Thương Châu chuẩn bị một phần hậu lễ cho ngài. Như vậy không được. Làm sao đổng mổ nhận nổi? Ngài tuyệt đối nhận nổi. Đồng sư phụ, ta cũng đến bái sư. Lưu sư phụ, mời đứng dậy. Sư phụ đến giờ rồi. Võ quán đồng gia chỉ dạy đấu vật, nếu không có ngoại địch không được động binh khí. Tác dụng của luyện võ là để cường thân kiện thể, chứ không phải làm hại người khác. Giống như tinh thần của Trấn Hải Hống, để bảo vệ nước nhà, không phải đồng bào tương tàn. Phàm là người vào môn phái ta cần phải nhớ kỹ. Dạ sư phụ. Các cháu hiểu câu chuyện này chưa? Dạ hiểu rồi. Phải, các cháu hiểu gì? Ông nội, ông có quen đứa trẻ được cứu kia không? Quen chứ, sao lại không quen được? Đó là ba của ông cố của các con. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Dạ được.